Kênh Thắng Cò Vlog của mình là lâu lắm rồi không có ra video, thì bữa nay mình sẽ ra video ẩm thực là gà chúng ta nấu thuốc bắc. Thì giờ trước tiên chúng ta để luộc gà, sau đó mình mới chiên gà xong rồi mới để thuốc bắc vào. Gà nấu thuốc bắc thì mình phải có nước dừa nữa. Đó, này là mình luộc sơ cái. Luộc sơ xong rồi mới chiên. Luộc như con không dạ. Cái luộc thì ăn con trước quá. Trời. Bự. Đây, nè, gà này mình luộc, mình phải luộc có rực gừng nữa cho nó thơm. Luộc sơ cái rồi sau đó cái mình có dầu đó chiên xong rồi mình để ráo để lẩu để thuốc bắc luôn đấy. Gà trứng nè, gà có trứng luôn. Nó xỉn màu luôn. Cuộc hai con trước đi. Hai con. Gà bự quá, đầu này không vừa cho nên luộc từ lần hai con. Hồi đó là mình bỏ thuốc bắc vô. Quá lắm. Lâu lắm rồi không có video. Nếu ra video mà thấy được thì các bạn nên chia sẻ càng nhiều càng tốt. Lâu lắm rồi mới làm video này. Có lần vắng thời gian lâu. Em đã thấm đậm những chưa một lần yêu, chưa trao ước nguyện. Em mong sang bước cùng anh, vui bên nhau ngày đang tươi, anh đừng qua đến cùng trời. Mùa thì năm cuối xuân, em theo chờ lặng ngóng nơi xa. Từ lâu yêu người ta mà sao không hiểu nổi, đời giờ tôi đi gặp ngơ. Người yêu hoa tiếp rơi, sao không chưa sống đời, vội vàng đi lắm em ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vội vàng đi lắm em ơi. Đường đời không là mơ. Đây, thuốc bắc thôi quý vị ạ. Này em nhậu họ thuốc bắc. Đây, đây là gã. À. Đây là táo, táo xù. Còn đây là ốc nữa. Ốc này lấy để cho ít hao mồi. Yeah. Đây. Đây là mày xong tiền nha.